Rồi mệt nghỉ thì cũng ra được ngộ không để bổ sung vào slot cuối kích 5 thiên cung cho layup thêm tốc đánh. Nhà thần thoại cao cường xếp carry hai đầu để đánh du kích. Kế đó cho ngộ khỉ cầm búa chiến để quấy nhiễu hàng sau. Nhưng nếu dùng chiến thuật này với xuyên cưa thì chẳng khác nào đang chọc giận Đức Quốc xã. Phe ta tàn sát nhanh chóng để thị uy sức mạnh. Nhà thần thoại này có hai ấn nhưng chỉ đủ tài nguyên để biêu bài mốc 5. Kịch bản vẫn chẳng có gì thay đổi, Yone một lướt một mạng, thậm chí là hai. Nếu vui vui thì làm luôn ba mạng cho được phấn khởi. Kain chưa kịp giúp sức thì combat đã nhanh chóng khép lại. Tới 6.5 cũng là chung kết, mà tỷ số chắc chắn 100% khán giả sẽ đều đặt cược vào xuyên cưa. Bởi sát thương chênh lệch là quá áp đảo ngay từ những giây đầu combat. Các vị trí Feta lần này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên top 1 tất yếu sẽ được lụm về, không có gì phải bàn cãi.